quý khán giả đang theo dõi những hình ảnh tổng hợp của chặng 16 giải đua xe MotoGP 2018. Chặng 16 được tổ chức tại đường đua Stirling Motegi ở Nhật Bản vào ngày 21 tháng 10 với tổng chiều dài đường đua là 115,2 km kéo dài trong 24 vòng đua. Chặng 16 MotoGP 2018 diễn ra tại đường đua Motegi của đất nước mặt trời mọc. Ba vị trí xuất phát đầu tiên lần lượt là Andrea Dovizioso của Ducati Team, Joan Zarco của Monster Yamaha Tecpa và Jack Miller của Alma Romac Racing. Chặng 16 MotoGP 2018 chính thức bắt đầu. Tính đến trước chặng 16, đương kim vô địch Marc Marquez vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng tổng sắp và anh đang hơn tay đua xếp sau là Andrea Dovizioso đến 77 điểm. Với khoảng cách lớn như vậy, Marquez chỉ cần về đích đầu tiên ở Motegi hôm nay là sẽ chính thức bảo vệ thành công chức vô địch thế giới. Marquez khởi đầu rất tốt, anh vừa vượt mặt Jack Miller để nắm vị trí thứ hai. Như vậy là Canuto đã vươn lên vị trí thứ 3, thay thế cho tay đua người Úc Jack Miller. Số 35 của LCR Honda Castrol vừa ép cua trái để vượt mặt Marquez trong sự hồi hộp của đội ngũ kỹ thuật Repsol Honda Team. Nhưng ngay sau đó, nhà đương kim vô địch đã kịp lấy lại vị trí ở góc cua trái tiếp theo. Ở phía sau, Valentino Rossi đang bị bám sát bởi hai tay đua của team Suzuki S-Star. The Doctor vừa bị Andrea Iannone vượt mặt ở góc cua phải. Sau đó, anh tiếp tục để một tay đua khác của team Suzuki S-Star là Alex String vượt qua. Jack Miller đang ngã, thật đáng tiếc cho tay đua của Alma Romac Racing khi anh đã có khởi đầu rất tốt. Marquez đã vươn lên, anh vừa ép cua trái Dovizioso để dẫn đầu đoàn đua. Góc quay này cho chúng ta thấy các tay đua đang đi với tốc độ rất cao. Số 4 của Ducati Team đã ép cua phải Marquez để lấy lại vị trí dẫn đầu. Lại thêm một tay đua nữa phải chia tay cuộc đua, lần này là Iannone của team Suzuki S-Star. Chiếc RC213V của WM93 vừa bị lắc, tuy nhiên anh đã kiểm soát được tình hình và tiếp tục tấn công Dovizioso ở góc cua trái. Tốc độ của hai tay đua lúc này rất lớn, không khí đang rất hồi hộp và mọi thứ đều có thể xảy ra vào lúc này. Ôi không, chiếc Ducati GP18 của Dovizioso đã trượt ra khỏi đường đua. Thật đáng tiếc cho đương kim á quân. Đội ngũ kỹ thuật của Repsol Honda Team đang cố gắng thông báo tin này đến Marquez để đảm bảo tay đua người Tây Ban Nha thi đấu an toàn hơn. Người hâm mộ số 93 đang rất phấn khích với chiến thắng của tay đua người Tây Ban Nha. Marquez không còn chịu bất cứ áp lực nào bám đuổi. Anh đang ung dung về đích để kết thúc chặng 16 với vị trí cao nhất trên bục podium. Đây là chiến thắng chặng lần thứ 8 mùa giải MotoGP 2018 của tay đua chủ lực Repsol Honda Team. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Canuto và Alex String. Hình ảnh hiện tại chúng ta đang thấy là tại khu vực đường bích của Repsol Honda Team, một không khí rất sôi động và tràn ngập niềm vui chiến thắng. Việc chiến thắng ở chặng 16 và trở thành nhà vô địch thế giới MotoGP 2018 trước 3 chặng đua có lẽ là nằm trong kế hoạch của đội đua Repsol Honda Team. Khi tất cả những màn ăn mừng đều được chuẩn bị sẵn sàng, một mùa giải rất thành công, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn bộ đội đua Repsol Honda Team. Với riêng Marc Marquez, chức vô địch thế giới vừa có được sau chặng đua tại Sprinting Motegi đã giúp anh có được 7 chức vô địch thế giới ở tất cả các thể thức thi đấu của MotoGP. Trong đó có 5 chức vô địch thế giới ở thể thức cao nhất, Marquez đã thể hiện sự thống trị của mình khi liên tiếp 3 lần vô địch thế giới 2016, 2017 và 2018. Anh đang trên con đường trở thành huyền thoại tại MotoGP khi liên tiếp phá vỡ những kỷ lục. Một lần nữa xin chúc mừng anh. Và sau đây là kết quả của chặng 16 MotoGP 2018. Sau đây là bảng xếp hạng các tay đua sau chặng 16 MotoGP 2018. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những hình ảnh tổng hợp chặng 16 của giải đua xe MotoGP 2018 và mời quý vị tiếp tục đón xem chặng 17 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 10 vào lúc 10 giờ tại đường đua Phoenix Iceland và được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sports 2 với phần bình luận tiếng Việt do Honda Việt Nam tài trợ. Honda Việt Nam tự hào tài trợ đội đua Repsol Honda Team từ năm 2016.